Hello các bác, trong cái CD chỉnh hướng dẫn chỉnh vang số ấy, thì nó có một cái phần để chúng ta chỉnh vang cơ. Thì hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một cái video hướng dẫn cho các bác chỉnh vang cơ và để hiểu những cái thông số ở trên con vang cơ nó như thế nào, và để hiểu được cái vang cơ nó như mà hiểu được những con vang số chúng ta chỉnh được vang số ấy, là chúng ta phải hiểu biết được một vài cái thông số mà nó là những cái thông số cơ bản. Như con vang cơ này, những cái thông số này thì con vang số đều có, nó bắt buộc phải có. Đây là con dòng vang cơ này số các bác nhá. Thực ra nó vẫn là vang cơ thôi, thì mọi thứ chức năng nó đều chỉnh cơ hết, chỉnh cơ hoàn toàn, và nó có thêm cái chức năng bluetooth và cổng quang thôi. Đấy, đây nhá, trên mặt máy còn những vang cơ rồi vang số thì nó cũng đều phải có cái âm lượng của mic này, âm lượng tổng của effect này, và đây là âm lượng của music này, của nhạc này. Đấy, chúng ta hiểu là music là nhạc này, effect là vang vọng này, mic là chỉnh âm lượng của tiếng micro này. Đấy, còn echo này là thì nó là cái tiếng tiếng echo này thì các bác chắc là biết rồi, cũng không biết giải thích là như thế nào đâu. Echo tiếng gì vật này. Đấy, echo này. Echo này là chỗ này này, chỉnh EQ của echo nhá. Bass chat này. Đấy, là chỉnh EQ đấy, EQ. Đây, mic cũng vậy, nó sẽ chỉnh bass, chung và chat này. Đấy, các bác phải hiểu là tiếng bass là cái tiếng dày ấm ấy, dày, tiếng dày tiếng ấm ấy. À, tiếng mic là tiếng thanh đúng không ạ? À, tiếng chat thôi. Để chỉnh được một con vang số thì các bác phải chỉnh được một con vang cơ như thế này. Một vang cơ là cực kỳ là dễ chỉnh. Để giải thích cho các bác những cái thông số như thế này nhá. Đây, cái phần đầu tiên trên mặt máy này. Đấy, nó có cái input này, là input là chọn cổng vào này, bất kể con vang nào nó cũng sẽ có một cái chức năng là input. Input là chọn cổng đầu vào. Đấy, cái này nó là bắt buộc là phải có này. Và cái thứ hai là cái echo này cũng bắt buộc phải có, mà bắt buộc các bác cũng phải nắm được cái điều này, cái echo này nó như thế nào. Đấy, cắm micro. Trong mỗi một cái video em sẽ đều nói về cái vấn đề cái phần này hết, vì là cái này nó luôn là những cái cơ bản nhất của một con vang. Em thử xem nào. Tại em thử tiếng gì. Liên 1 2 liên. Đây nhá. Và cái phần echo nó sẽ có, sẽ có cái delay này. Delay là một này, và thứ hai là repeat, nó là hai thông số bắt buộc phải có của một con vang số hoặc một con vang cơ, bắt buộc nó phải có. Đấy, cái delay này là cái lặp lại nhanh chậm nhé. Đây em alo thử này, lên em chỉnh nhé, lên cái này nó là nhanh hay chậm. Cái tiếng nặng của echo là nhanh hay chậm, và cái repeat này là cái độ dài của tiếng echo. Đây nhá, em cho nó ngắn như này, lên một đấy, có thể nặng hai lần nữa, chúng ta chỉnh cái này nhiều lên thì nó nặng nhiều. Lên. Đó. Còn cái gì vật này thì nó là gì? Gì vật này thì chúng ta cần nắm hai cái thông số cơ bản của nó này. Cái gì vật tham và cái gì vật vô này thôi. Gì vật tham là cái thời gian kéo dài của cái tiếng vật này. Thời gian kéo dài chúng ta chỉ nhiều thì nó dài, mà chỉ ít thì nó, chỉ ít thì nó ngắn đâu. Đấy. Còn cái reverb vô này là chúng ta chỉnh cái âm lượng cho nó ra, cho nó to hay nhỏ. Cái tiếng reverb ấy, nó to thì nó nổi rõ lên, nó nổi rõ hơn, nổi rõ lên là chúng ta nghe được cái tiếng reverb. Nếu mà chúng ta chỉnh bé quá thì gần như nó không có tiếng reverb, đúng không ạ? Còn cái chỉnh bass và tép này thì cái này thì nó là quá dễ rồi. Bass tép này của tiếng echo. Bất cứ một con vang nào nó đều có, sẽ có phải chỉnh bass chung tép, nhưng nó chỉnh theo cách nào thôi. Đấy, cái này thì nó chỉnh theo cái EQ theo kiểu đơn giản như này thôi. Đơn giản là chỉnh bass chung và tép,
người ta căn sẵn rồi, nó nâng một cái giải rất là rộng, tiếng bát nó rộng, giải rộng, nó nâng một cái nó lên một quãng dài. Đấy. Phần mic và phần music đều như vậy. Và cái thứ ba là quan tâm là cái mục súp, nó là cắt súp, nó có âm lượng của súp này, súp vô này là âm lượng của tiếng súp này, cái súp free FEQ này nó là cái cắt tần số, cắt tần số cao. Đấy, chúng ta vặn lên thì nó sẽ cắt tiếng súp cho chúng ta theo ý muốn chúng ta, chúng ta chỉnh cái nút này để cắt loại bỏ đi cái tần số cao nhé, để cho tiếng súp nó gọn này. Đấy, nhiều các bác bảo là nọt tiếng đấy, mic mà nọt tiếng tiếng súp nó nọt tiếng ra ấy. Thực ra cái đấy không quan trọng, quan trọng là chúng ta cắt sao cho nó hợp với nó full thôi, chứ không phải là cắt nó còn tiếng hay là hết sạch tiếng nó mới hay. Các bác chỉ cần cắt sao cho nó hợp với cái súp, cái loa full của mình là được. Đấy, trên một con mang cơ thì nó chỉ có mấy cái thông số cơ bản như vậy thôi, nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần nắm vài cái cơ bản, đó là cái echo gì vào này để cho được cái tiếng effect nó hay nhất, hợp lý nhất, hợp với các bác nhất. Nên các bác mà dùng mang cơ thì nó rất là đơn giản thôi, có thể là ai cũng sẽ chỉnh được, ai cũng sẽ chỉnh được con mang cơ này. Nhưng mà khi vào một con mang số thì đa phần là những anh em mà chơi mang số sẽ là người tầm trung trung tuổi, quanh về cái tuổi trẻ thì là sẽ càng dễ nắm bắt được cái vấn đề chỉnh mang số. Cái video này thì có lẽ em sẽ kết thúc ở đây. Các bác có thắc mắc gì thì có thể kết nối với em khoảng qua cái nhóm Zalo, liên kết Zalo em để bên dưới cái nhóm hỗ trợ cho anh em chỉnh vang, chỉnh vang số. Các bác trong nhóm đấy thì các bác có cần một phần mềm của một cái vang nào đó thì các bác cứ inbox nhắn tin lên cái nhóm đấy của em, thì em tranh thủ thời gian em có, em sẽ gửi cho các anh em, gửi cho anh em lên trực tiếp trên cái nhóm đấy, rồi anh em đeo về để anh em có thể căn chỉnh được con vang số bằng máy tính. Và trong thời gian tới em cũng sẽ làm những cái video chỉnh tay cho những bác mà không có máy tính, vừa chỉnh phần mềm này, em vừa hướng dẫn trên phần mềm, mà có những video hướng dẫn chỉnh bằng tay. Vì có những con vang cũng chỉ có thể chỉnh tay thôi, có những con vang đời nó lâu lâu rồi, nó sâu sâu một chút rồi thì chỉnh tay nó vẫn rất là dễ. Đấy, sau đó em sẽ có những video đó. Và trong cái nhóm đó thì các bác mà tham gia nhóm ấy, thì khi mua hàng ở bên em thì sẽ được giảm giá so với cái giá mà em đang bán trên kênh YouTube. Tùy vào sản phẩm mà em sẽ được giảm, các bác sẽ được giảm nhiều hay giảm ít. Đó, các bác cần thì cứ inbox vào trong cái nhóm đó. Và cái video này em đang làm trên con sản phẩm là vang cơ lai số của hãng ETC này, là có model là KM440. Cái sản phẩm này thì em đang bán hàng mới full hộp nhé. Tiếng và chất lượng của cái dòng này em thấy nó rất là ổn. Tiếng micro và tiếng effect cũng khá là hay, có reverb, có cổng quang, có bluetooth, mà giá thì rất là rẻ, chỉ 1.300.000 thôi. 1.300.000 là các bác được sở hữu một em vang cơ này số ETC này thôi, và được bảo hành 1 năm, và mới được bảo hành 1 năm các bác. Đấy, rồi giờ em xin dừng video nhé. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi kênh của em.